chào tất cả mọi người, mình tên là Đỗ Thị Hương Quỳnh, thuộc khoa luật kinh tế và đến từ đội ngôi sao năm tốt. Sau đây, mọi người hãy cùng theo chân mình để đi tìm hiểu về công trình không gian truyền thống học sinh sinh viên Sài Gòn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhé. Let's go! Công trình được thiết kế, giám sát và thi công bởi nhà điêu khắc Lâm Quang Nới và được khánh thành ngày 29 tháng 9 năm 2019. Với thiết kế là một khối tượng gồm có 3 cụm tượng thành phần chính. Cụm ở giữa là thể hiện khí thế hào hùng của sinh viên xuống đường đấu tranh. Cụm bên trái là thể hiện các phong trào văn hóa văn nghệ để tập trung đông đảo các lực lượng sinh viên. Cụm bên phải là thể hiện các thế hệ sinh viên vẫn luôn miệt mài học tập và nghiên cứu khoa học. Khối tượng được làm bằng chất liệu cầm bâu dệt phủ màu đồng và có chiều cao là 1m55 và chiều dài là 3m. Phía trên cùng là biểu tượng chim bồ câu với đôi cánh đang dang rộng. Một bên là hình ảnh lá cờ tổ quốc và một bên là biểu tượng của khoa học tự nhiên, thể hiện một khát vọng hòa bình luôn tồn tại trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Điểm đặc biệt của bức tượng này chính là nằm ở khoảng không của 3 cụm tượng được cách điệu thành hình ảnh 3 con người. Với một lịch sử đấu tranh phong phú và đáng tự hào, sinh viên và cán bộ của trường đều là những người tài giỏi, mang trong mình những hoài bão to lớn. Thế nhưng, khi đất nước lâm nguy, họ sẵn sàng xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu, tham gia vào các cuộc biểu tình, phản đối chính quyền và đòi tự do, dân chủ cho đất nước. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, phong trào sinh viên của trường đã phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động đấu tranh quyết liệt. Thế nên, hình ảnh này có ngụ ý là để có được điều kiện đấu tranh công khai trong sinh viên lúc bấy giờ thì luôn có sự âm thầm ủng hộ từ thầy cô, người lao động và sinh viên của nhà trường. Đây không chỉ là một công trình mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc mà còn là nơi tổ chức hoạt động sinh hoạt truyền thống như lễ kết nạp đảng, đoàn, hội cho học sinh sinh viên. Hy vọng rằng không gian này sẽ tiếp tục là nơi nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng của thế hệ sinh viên sau này. Và đến đây thì hành trình khám phá về công trình phong trào truyền thống học sinh sinh viên Sài Gòn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần trình bày của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!